là cặp loa Kenwood, cặp loa xây chung, bass là 16 cm, loa 3 đường tiếng. Chiều cao của loa là 34 cm, chiều ngang của cả cặp loa là 36 cm, hậu sâu 26 cm. Cặp loa này có công suất là 120W một cặp. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo nha. Cặp loa rất là đẹp, mới chát. Đây, Kenwood SH7 60W một thùng, 120W trên cặp loa, trợ kháng của loa là 6 ohm. Hàng em bán ra đồng bộ, nguyên bản, nguyên zin, hàng nội địa Nhật. Góc cạnh của loa rất là ok nha. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Cái nào mua cặp loa Kenwood SH7 này thì vui làm cọc cho em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Bên em có hai cách thanh toán, một là cọc, hai là chuyển đủ. Do đây là hàng điện tử, đóng gói rất là cẩn thận, kỹ lưỡng và cực công, nên các anh chắc mua thì vui lòng cọc hoặc chuyển đủ để em ship hàng cho mình. Còn không cọc thì em sẽ không ship hàng được nha. Cái này các anh vui lòng thông cảm giúp em. Đây là cặp lưới con ạ. Nãy giờ mình nghe nhạc không lời đúng không? Thì bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc có lời cho mình tham khảo nha. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng nhau, em như tâm phải đến số 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho mình nha.